Em ơi, xin để vui với cả nhà thôi. Dạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ tụi em đặt tiệc sinh nhật nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Chào cô chú anh chị trên kênh anh Xuân nha. Trời ơi, chào anh Quý, chào anh Quý. Chào anh Quý, chào anh Quý. Chào anh Quý, chào anh Quý. Vậy cái gì vậy anh Quý? Dạ, quà tặng cho tất cả anh em. Trời ơi. Cái này em chuẩn bị em nhập cái này về để em bán. Ủa? Dạ. Em bán Tết. Ủa, hôm nay anh đi sinh nhật chị Trâm hả anh? Đúng rồi. Sinh nhật thiệt phải không? À, không biết, em thấy ba thấy mời. Thấy mời hả? Thấy mời hả? Tiếp không biết thiệt hay giả. Chị Trâm tính 1 năm ra mấy cái sinh nhật đó nè. Ủa, là cái sinh nhật thiệt giả hả? Bữa nay sinh thật thiệt, không bữa sinh nhật giả. Đúng rồi, trong Zalo là có báo. Dạ. Ủa, cái này là cái gì anh Huy? À, cái này là Yến. Yến hả? À. Ồ, Yến. Yến này là, thứ nhất là đến đây tặng Trâm, lại tặng cho anh em YouTube ăn thử coi có hương vị như thế nào. À. Rồi anh em cho góp ý, tại Tết này Huy sẽ bán Yến này là quà Tết tặng. Rồi bỏ xuống đi anh Huy, nặng anh Huy. Bữa nay là anh Huy là chuẩn bị là bán Yến nữa hả? Dạ. Rồi anh cầm một bình lên anh giới thiệu dùm cái sản phẩm này như thế nào đây anh Huy? Dạ, Yến này là Yến là của em là chỉ có xuất khẩu bên Mỹ, là Canada với châu Âu thôi. Dạ, Mỹ, Canada, châu Âu anh? Dạ, Yến này là thành phần Yến là tới 45% là Yến. 45% luôn? Wow. Dạ, nên giá thành nó hơi cao hơn chút xíu so với lại Yến ở đây. Và trong đây nó có rất là nhiều vị nha. Có Yến nấu hạt sen, có đường phèn, có tất cả mọi thứ trong một vị đó là 6 nồi. Wow. Có rất là nhiều vị nấu pha chế trong đây á. Vậy là trong sắp tới đây á, là Tết là anh sẽ ra mắt cho bà con cô bác mình là Yến đây. Dạ. Vừa uống cho sức khỏe mà có thể là đi gọi là tặng quà Tết được. Dạ đúng rồi, chú ý là tặng quà Tết thì nhiều, hoặc là mình mua về uống. Cái này thật sự là uống rất là tốt. Một hộp vậy là 6 hũ ha. 6 hũ. Dạ. Quá trời, không có chắc bảo quản luôn nha. Không, cái này là Yến này, chú ý là thiên nhiên. Nhiều hơn. Dạ. À, cái này mình có kinh doanh liền chưa anh, hay là đợi tới Tết mình mới kinh doanh anh? Dạ, thì bây giờ em đang ăn thử. Ý kiến rồi đồng ý làm luôn. Ok anh. Tại mình phải thử mình biết được cái vị nó như thế nào, có đúng hay là cái danh hiệu của em hay không. À, ok. Nhưng mà đúng ok mọi thứ thì em sẽ nhận này về em sẽ bán để phục vụ Tết cho cả nhà mình. Có thêm đặc xưởng nữa. Quá tuyệt vời luôn. Đặc xưởng heo hả bò anh? Hả? Đặc xưởng heo hả bò? Heo. Dạ, đặc xưởng heo. Ở Long An nữa. Không, cái này là anh tặng anh em YouTube đúng không? Đúng rồi, này anh tặng cho mọi người, hôm nay ăn tiệc sinh nhật ở đây. Wow. Anh tặng đây YouTube. Dạ. Tặng cho những người bạn ở sinh nhật của Trâm. Tặng những người bạn có mặt ở đây. Dạ, tặng cho em tưởng tặng anh em YouTube mừng quá. Không, những người bạn ăn tiệc sinh nhật. Đúng rồi. Dạ, anh hiểu. Tặng cho YouTube thì nhiều quá. Đúng rồi. Tặng cho những người bạn đến sinh nhật của bác Trâm ngày hôm nay. Ok. Không nghe, tặng này là tặng ăn thử để đóng góp ý kiến thôi nha, chứ không có mua chuột đâu nha. Đúng rồi. Anh không có mua chuột được em bằng một hũ Yến này đâu nha. Nói chung là mình không mua chuột. Nghĩa là mình tặng những người bạn đi tiệc sinh nhật của Trâm ở đây. Dạ, đúng rồi, mua chuột thì tất cả mọi người ăn thử xong rồi cho mình ý kiến có đúng về chất lượng như mình nói không hay là như thế nào, tại mình ăn mình thấy rồi mình biết, còn mình thì mình bán thì mình sẽ nói như vậy. Những người khách là những người rất là quan trọng để quyết định là mình có bán được sản phẩm hay không. Nên là cần những sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh em đây. Chứ mà muốn một hũ biếu anh em lấy thảo. Dạ, cảm ơn Quy nhiều nha. Một hộp vậy là mấy hũ vậy anh Quy? Dạ, một hộp mình là 6 hũ, nó có hai loại, một loại 6 hũ và một loại 10 hũ. Dạ. Đây là loại 1 hay loại cao cấp nhất dạ, anh? Cái này nó còn một loại thôi. Loại cao cấp hơn nữa anh. Không. Hay là thấy có một chỉ có một loại thôi. Một loại thôi, mà chỉ số lượng là một cái là 10 hũ, một cái là 6 hũ thì cái này là 6 hũ. Dạ. Còn một cái 10 hũ nữa. Dạ. Dạ, cho em hỏi mà 6 hũ là nó hũ nó to hơn ha, có 10 hũ hai bằng nhau anh? Dạ, nó bằng nhau hết. Bằng nhau hết. Dạ, chỉ có số lượng mình là 6 hũ với 10 hũ thôi. Dạ. Còn ví dụ như một lốc 6 hũ đây giá cả nó bao nhiêu mà lốc 10 hũ nó khác nhau? Thật sự là giá cả là em chưa có công bố được. Vậy em để mọi người ăn thử trước đi, khi nào mà mọi người nói ngon. Điều đầu em sẽ làm việc cái bên xưởng của bà chị em. Dạ. Quan trọng là ngon bổ. Đúng rồi. Chất lượng trước đi đã. Đúng rồi, chất lượng trước. Tính sao? Đó là vậy. Đó thôi cũng mà biếu anh em mà mấy người. Cảm ơn anh. Dạ. Bé Thảo nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Đóng góp giùm em cái để em biết. Yến này là nhà nuôi luôn hả anh? Không. Nhà anh nuôi hả? Không, nhà anh không nuôi Yến. Dạ. Nhà anh nuôi chim cu. Nuôi chim cu. Ủa vậy Yến này ai nuôi? Yến này người ta nuôi. Người ta nuôi hả? Vậy là còn nhà anh chỉ nuôi chim cu thôi. Đúng rồi. Dạ. Mà anh nuôi Yến ai chịu nổi anh? Dạ. Vậy là tưởng đâu là anh hôm bữa anh cũng có nuôi chim á, nhưng là con này cũng nhưng là con chim. Nhưng mà con chim đó là chim cu chứ không phải là chim Yến. À, chim Yến. Chim Yến nó khác. Ủa vậy là con chim Yến là mình làm ra được nước Yến. Còn chim Yến là kiếm tiền. Dạ. Còn chim cu là tốn tiền. Dạ. Con chim cu không làm ra được nước cu à? Nước cu. Ủa con chim Yến nó tên Yến là nước Yến gì con chim cu? Chim Yến là kiếm tiền nữa, còn con chim cu là mình tốn tiền. Ủa ngộ ta.
cái sao mà cái con chim yến là tự nhiên nó bay xong rồi nó ăn gì đó ngoài xong rồi về nó thải nước mẹo nước bọt nó ra nước bọt nó ra thì lại chim yến. Đúng rồi, chim cu là hằng ngày mua chuối thích ăn cái mẹ luôn. Tốn tiền. Cô nó không thải gì hết. Không, đang trái cây ăn chuối tốn tiền lắm. Tại vì như mình ăn cái yến này nó có bổ khỏe gì cho cơ thể con người mình à, anh quay chia sẻ luôn. Dạ em thấy em bổ khỏe là không biết mấy anh sao thôi em không biết nha. Chứ nó dẫn đi ăn này tốt cho sức khỏe mình. Ăn vô uống, ăn vô có ốm không anh? Nó có làm đẹp da hay là nó có làm không tùy theo cơ địa da này kia không anh? Tùy theo cơ địa mỗi người nữa. Cái này mình ăn thua là mình ăn cái điều hay không. Mà cái này thì tốt nhất thì một tuần nên ăn khoảng 2 hai hũ là đẹp. Em hy vọng em ăn vô giảm cân. Gì thế anh quay anh diễn nhiều quay thêm dài quá. Dạ cảm ơn cả nhà. Mà không biết hôm nay quay cái clip này thì đưa lên đây á, là những cái hộp yến mà anh là tặng cho anh em ăn lấy thảo để đóng góp ý kiến. Dạ. Mà biết đâu cô chú anh chị mình yêu thương anh rồi mua luôn rồi sao? Có hàng không anh? Mua luôn thì vẫn có hàng. Thường thường là hàng là khoảng 3 đến 4 ngày mới có. Dạ. Có thì thật sự là bây giờ vẫn chưa có bán đâu. Dạ. Mới rồi quảng cáo để cho anh em ăn lấy thảo thôi. Dạ. Mà cái vấn đề ở đây á, em muốn nói như thế này nè, thì nói với cô chú anh chị mình luôn. Dạ. Cô chú anh chị mình cũng biết là chị Bích Trâm, chị Hồng Loan, chị Bùm Bùm, những người yêu thương ai cũng có bán mặt hàng yến hết. Dạ. Nhưng mỗi người bán một cái loại yến khác nhau. Dạ đúng. Dạ, rồi. Cái nguồn gốc nói chung là cũng là yến thôi. Dạ. Nhưng cô chú anh chị mình yêu thương ai thì ủng hộ người đó đúng không anh Huy? Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình bán chủ yếu là mình đem cái chất lượng sản phẩm của mình đưa đến những người khách hàng của mình thôi chứ mình không có suy nghĩ mà lại cạnh tranh với ai hết. Dạ. Nên là anh em đều buôn bán hết, là ai bán được phải mừng cho người đó. Dạ. Tại vì rất là nhiều người muốn mua chứ không phải là một người hai người. Dạ. Đó nên là cũng chia sẻ là mua bên nào cũng được. Nói chung là khán giả hay là tất cả các khách hàng thích bên nào mua bên đó không sao hết. Dạ. Có nghĩa là nó đều giống nhau là yến thôi. Dạ. Đó, ví dụ yến bên Huy thì có thể là nó chất lượng hơn, yến nó nhiều hơn nó sẽ mắc hơn. Dạ. Nó là như vậy thôi. Yeah. Hôm nay là anh Huy anh bán yến nè, cái tên là yến nhà em, nguồn yến xào từ tự nhiên. Yeah. Nó hôm nay anh Huy ảnh ra cho ra một cái sản phẩm chuẩn bị gửi đến cô chú anh chị mình. Yeah. Thì biết đâu ngày mai em lại ra một loại yến khác. Đúng rồi. Yến nhà tài. Yeah. Đó, nguồn gốc cũng từ thiên nhiên. Đúng rồi. Dạ, con chim yến em nuôi. Dạ. Nó nhả miếng ra. Dạ nó nhả. Nó yến ba miền luôn. Dạ. Đó, biết đâu là như vậy thì cô chú anh chị mình yêu thương ai thì ủng hộ người đó. Dạ, nói chung là cái gì khán giả hay là tất cả khách hàng mua đâu cũng được hết trơn. Dạ. Không sao hết. Nghĩa là anh em đều hợp tác để bán thôi, chứ không phải là để cho cạnh tranh gì với nhau. Dạ. Đó để chia sẻ cho mọi người biết lại vậy, tại mỗi mặt hàng yến nó đều khác nhau hết chứ không có ai giống ai hết. Ủa em nghe nói là con chim yến này là nó nhả miếng ra nó làm tổ. Đúng rồi. Nó làm tổ là khi mà làm yến nhả tổ đó mới nậu ra mới tha chế phải nhổ lông nó đúng không anh? Tùy. Tùy nó có nhiều loại yến nó có lông trong đó nữa. Có yến nhà yến lông yến không lông. Yến có lông và yến không lông. Yến không lông là một trắng, yến có lông nó hơi trắng trắng đen, mới được ăn nó phải ngâm xong rồi nhặt lông ra xong đúng rồi nấu được mới ăn chân được. Cái đó là ăn yến tổ nó cực hơn xíu. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà mình ăn nó qua pha chế sẵn rồi mà bì nó cũng không ngọt. Dạ. Nó vừa ăn. Dạ. Đó nên mình muốn biếu cho những anh em đến sinh nhật của Trâm á là ăn thử. Dạ. Rồi để cho Huy xin ý kiến, nếu mà ổn hết thì Huy sẽ liên hệ chị Huy sẽ nhập cái này về và Huy sẽ bán cho phục vụ Tết cho quý vị khán giả. Anh bán yến như vậy á, anh có đi tới cái chỗ mình nuôi yến chưa? Nuôi yến thì anh đã đi rồi. Anh thấy con chim yến rồi á. Thấy luôn rồi, nhưng mà thật sự là mình lúc đó mình chỉ biết thôi, mình không để ý. Dạ. Cái này là mình vô cái xưởng nó qua xưởng là qua sản xuất qua khâu chế, nó là họ chế biến rồi sản xuất rồi. Dạ. Chứ không phải là vô mình thấy là yến thì cũng vô trong mấy tay yến đó bình thường thôi. Chưa thấy con chim yến ở ngoài hả? Thấy rồi. Con chim yến nó đen không anh? Nó đen hả đỏ? Có con đen con trắng. Dạ. Dạ. Con chim yến là nuôi là có con nào trong mát thì nó trắng, có con nào ngoài nắng thì đen. À, vậy là nó bay ở ngoài nắng quá đen hả? Đúng rồi, còn con nào trong mát ở trong hang không thì trắng. Ok anh. Dạ, nói chung là anh tặng yến mà hỏi anh, nói chung là hỏi cho cặn kẽ để cô chú anh chị biết mua ủng hộ. Ở tương lai á, là giá thì anh Huy sẽ cập nhật sau. Dạ, còn bây giờ thì em cảm ơn anh Huy. Cái giá được thì mình mới đầu mình mới thông báo lên mọi người ủng hộ. Rồi. Thật sự đây này là túi là biếu cho anh em bằng lấy thảo cho mình được xin cái ý kiến thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh Huy. Đây cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn Huy nhiều nha. Quý quá luôn. Đây là mỗi hũ là một loại nha cả nhà. Cảm ơn Huy. Nguồn yến xào tự nhiên nha cả nhà. Đây là sinh nhật chị Bích Trâm nha mọi người. Cảm ơn anh Huy. Để đi anh. Và thay mặt mọi người, thay mặt cô chú anh chị mình, em sẽ xin phép thử trước và sẽ nêu ra cái ý kiến trong tương lai.
em là rất là công bằng công tâm đúng nha rồi. Em mình ngon em nói ngon dở em nói dở anh không có buồn nha. Cái đó phải nên chia sẻ thật dạ. Đấy chị, tại vì đôi khi mình chia sẻ thật đi để cho Huy biết, tại Huy cũng là người bán. Dạ đúng rồi. Thì bản thân mình ăn mình thấy ngon á dạ. Nhiều khi người ta không quen vị thì sao dạ. Nhiều ở Tài ăn ở cái này được lại Huy nhưng mà nó hơi ngọt hay nó như thế nào đó dạ. Thì phải cho ý kiến giùm để mình biết, mình góp ý bên kia dạ. Thì thôi chứ mà mình cứ cảm tính theo thương anh Huy cái ngon ngon là không được. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà nó đang hại Huy đó. Dạ, hại những sản phẩm mình đưa lên những khán giả là không ngon. Dạ, chính xác. Xong người ta ăn xong người ta sẽ và giống như là người ta sẽ bắn vốn mình sao không hay. Dạ. Nó là vậy. Cứ ăn thật dạ. Mình sống thật cái gì nè. À, anh Huy ơi cái này thấy không ngon. Dạ. Thì Huy biết. Nếu ví dụ ngon được anh Huy thì mình sẽ là mình tiến hành làm tiếp. Không được thì mình ngưng. Dạ. Em đang thử mà. Dạ. Không có gì phải ngại. Rồi em cảm ơn Huy, chúc dạ. anh Huy sức khỏe nha và cũng như là đặc biệt là làm một số dạ. 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 Dạ.